tiếp tục là mình đi làm tiệc đám giỗ nha các bạn. Bữa nay thì mình đi bằng xe kéo nè, xe này xe mình xe tự chế nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi thôi, đi tới nơi rồi mình xuống đồ rồi mình quay cho các bạn xem nha.
Tiếp tục chương trình, xin mời em Trọng Hiếu. Em Trọng Hiếu sẽ hát bài Nhắm Mắt Rồi. Thank you.
em bờ xì vắng thấy bông hoa đồng, nhìn phong lãng nhớ người anh yêu bao tháng năm luôn chờ em nhắn lan rừng mãi không phai nhạt với thời Thank you.